Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh đọc sách của mình. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc chương 2 của bộ truyện Cách Thủy Điện nha. Bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp nha. Thực ra cô bé có cái sự anh trai này, đã bị tay thì lại để anh trai ngồi xuống bên cạnh mình, giống như bài tập chẳng thấy mình ra. Cô làm thế nào? Bé, cô bé chống ạ. Chí Thành, em bé chống rất nhiều công. Bé, Chí Thành, anh dạy xong có thể đảm bảo ngày mai sẽ không quên không? Anh không giống ba em, đúng thời gian làm chuyện vui. Bé Chí Thanh xem ra như thế. Chí Thanh nói chuyện sắc bén nhưng vẫn giảm câu hỏi để chống cho cô bé. Nhưng dù giảm anh rất sâu thì suy nghĩ của cô bé vẫn không đặt được câu hỏi. Anh ơi, sao anh biết em kéo anh và muốn nhờ anh giảm thế cho em đây? Cô bé rất to, dáng vẻ nghiêm túc. Hơi thắc mắc. Vừa rồi em cũng chưa nói xong nữa. Chí Thanh vậy cũng tại nghe thấy em nói cho cô bé chấp chấp mắt, giống như đọc suy nghĩ sao ạ? Coi như là vậy. Chỉ cần đục vào thì có thể nghe thấy sao ạ? Cần một thế. Cô bé lập cư bình tĩnh vui ngựa xuống đầu. Cô bảo nói, nếu như em cũng không năng lực đọc suy nghĩ, thì em có thể biết ba em sẽ kẹo em không sẽ. Em lấy thêm 2 ngày chắc được. Chính anh trả vở bài tập lại cho cô bé. Nó một câu vượt khỏi phạm vi cơ thể của mẹ hiểu được. Bé con, người tìm thấy kẹo thế giới của người lớn. Cô bé quả nhiên không hề hiểu. Ý sao ạ? Mẹ đi ăn kẹo sao? Chị Thanh không trả lời bé, đeo tay vào lại. Trước khi bước vào văn phòng thì dùng ngón tay để lên chiếc miệng. Sắc môi của bọn bé ngón tay tôn lên nồng đậm hơn của chỉ là lời nói sẵn lại lên luôn. Mới lời nói với em ngay là kiếm ăn. Cô bé, vậy anh còn nói với em. Chí Thanh mở cửa ra, bởi vì em quá nhỏ, chỉ còn nói ra cũng không ai nghe. Cô bé, trong văn phòng, cuối cùng tranh chấp có đổ bộ, em có giai đoạn cuối. Chuyện này thức phòng chuyên nghiệp. Mà một phương như thế là con trai ấy đang quan trọng với phụ nữ chỉ phẩm đứa trẻ chỉ nói về nhà dạy dỗ con chưa đàng hoàng ký hợp chưa mà tùy tiện nói đổ người khác. Chí Linh rửa tay sẵn quay lại thì đã hoàn giải chuyện này rồi. Các thằng ông liên tục gật đầu đi theo sau bảo ra ngoài. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật. Băng Phương đi được cửa đường lại một lúc, bốn vòng trở lại, sắp đắng hỏi. Đồng chí cảnh sát, trong khu phố của chúng tôi gần đây xảy ra nhiều mất tích, tôi muốn nhờ vị công giúp đỡ. Quý Minh Nhuệ đã không phải là nhân viên hòa giải y thơ bị bà cụ dùng cách nói bảo vật gia truyền giá trị lên vậy từ gần trước đó nữa trong điện thoại của hàng trên điện thoại. Bà có tiện nói cụ thể hơn không ạ? Phải đi dạy đừng có xoay người trước mặt học sinh nha, chẳng hạn đi đừng có mặt người trước mặt học sinh như thế chào các bạn ơi. Có tiện và cụ thể hơn các bạn là mèo hoang phụ trách tổ và nhiên mấy hôm nay thức ăn chuẩn bị cho chúng nó kiếm chẳng ăn trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Bà cụ vô nghĩa với mèo đang sợ đấy thường chuẩn bị thức ăn cho mèo hoang đến chạy vào trong sân nhà bà ơi. Với Minh Nhẹ nói chuyện này không thể đang định chuyển thành quá mất tích vì cháu cũng không thể huy động lực lượng đi tìm mèo trong khu phố. Mèo hoang không có chỗ ở cố định, nó chắc nó đã đi nơi khác rồi. Có thể sẽ nhanh chóng quay về. Với Minh Nhẹ tiếng bà cụ thấy Chí Thanh quay lại đều kính anh cũng đi trả giống như nhiều bính đại ca vậy. Uống nước không? Khát không? Xem, nên đi đến có tiện thể hoa giải xuống hơn. Chí Thanh cầm bình trước đi gậy. Vì Minh Nhẹ sau đó là vì sao? Chị Thanh, năng suất của mấy người chậm quá. Tôi sợ tôi còn chờ nữa thì tôi có thể ăn bữa sáng cạnh ngày mai luôn. Anh nói xong lại bị bông. Bây giờ tôi làm được chưa? Nào ăn cơm. Trở lại anh. Ôi, quen cũng biết uống nửa cốc nước. Hóa ra ngày là mình đói, mới ngồi dậy khỏi sofa. Quý Minh Nhẹ nhìn cơm vừa ngon, một số nghiệp lại ở bên ngoài cửa sổ. Lại đi đồng hồ.
thì các đồng nghiệp xung quanh cũng tham gia đến giờ này. Giờ này rồi chắc còn với tiệm ăn mở đây. Cần đến quán hương vị bất thường. Bán đến 2 giờ sáng. Ok, vậy là mình đã đọc sự chuyện này rồi nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn giờ xin chào các bạn. Bye bye.